Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu áo bikini cho bé với cái phần cột dây đơn giản như thế này Phần cúp ngực thì mình có chia tam giác để cho cái phần này nó được nhô lên Đây, nhô lên Và chính giữa thì mình có trang trí một cái hoa xinh xắn như thế này Đây, mẫu áo bikini Thì dụng cụ mình gồm có Đây, miêu cổ tông Màu xanh dùng để móc phần cúp ngực Và màu cam dùng để móc phần dây và hoa Kim móc mình sử dụng kim móc 3.0mm và kéo các len bây giờ mình sẽ móc cái phần cúp ngực trước thì ở đây mình có móc sẵn một bên cúp ngực chia đều tam giác để cho cái phần cúp của mình nó được nhô lên như thế này đây nhô lên thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái phần cúp này đầu tiên ở sợi dây màu xanh này các bạn tạo cho mình một vòng tròn móc và kéo len qua vòng tròn móc lên một mũi móc xích và móc vào vòng tròn vừa tạo chín mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 và 9. Khi móc được chín mũi móc đơn liên tiếp thì ta nắm sợi lên ngắn gút thật mạnh vào để vòng tròn nhỏ lại. Và móc vào chân móc đầu tiên của vòng móc này đây, đây là chân móc đầu tiên nè. Các bạn móc vào đây cho mình một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Các bạn dùng tay kéo sợi len ngắn cuốt thật mạnh vào để cái vòng tròn của mình nhỏ lại. Móc vào cái chân móc thứ nhất là chân móc mình vừa móc mũi dời, móc vào đây một mũi kép đơn. Chân móc thứ hai các bạn sẽ móc cho mình vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc. 1 2 sau khi móc được hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc thì móc lên cho mình một mũi móc xích và cũng móc vào chân móc mà mình vừa móc hai mũi kép đơn cùng chân móc 1 2 chân móc thứ ba của vòng móc đầu tiên móc cho mình một mũi kép đơn chân móc thứ tư cũng móc một mũi kép đơn thì ở chân móc thứ năm ta sẽ móc một cụm chân móc tương ứng với cái cụm chân móc thứ hai này cũng móc vào đây hai mũi kép đơn cùng một chân móc sau đó móc lên một mũi móc xích và cũng móc vào chân móc mình vừa móc hai mũi kép đơn cùng một chân móc tiếp tục móc vào chân móc thứ sáu một mũi kép đơn chân móc thứ bảy một mũi kép đơn và chân móc thứ 8 mình sẽ móc giống như cái chân móc thứ 5 này. Cũng móc hai mũi kép đơn. Lên một mũi móc xích và móc vào chân móc mình vừa móc hai mũi kép đơn cùng một chân móc. Sau đó móc vào chân móc thứ 9 và cũng là chân móc cuối cùng móc vào đây một mũi kép đơn. Tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên của vòng móc này, móc vào đây một mũi dời móc lên hai mũi móc xích thì ở cái vòng móc thứ hai này mình đã chia được ba góc tam giác như thế này đây ba góc tam giác tiếp tục ở cái vòng tiếp theo này các bạn sẽ móc cho mình vào chân móc đầu tiên là chân móc mà mình vừa móc mũi dời móc vào đây một mũi kép đơn chân móc bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn Khi móc được 3 mũi kép đơn liên tiếp thì cái chân móc tiếp theo ta sẽ gặp là cái chân móc xích của cái cụm phía dưới này. Các bạn móc cho mình vào cái khoảng trống giữa cái cụm này, móc vào đây hai mũi kép đơn cùng một khoảng trống. Sau đó móc lên một mũi móc xích và tiếp tục móc vào khoảng trống mình vừa móc hai mũi kép đơn cùng một khoảng trống. Thì ta được thêm một cụm giống như cái cụm chân móc ở phía dưới. Tiếp tục móc vào chân móc kế bên, thì ở cái chân móc kế bên này có nhiều bạn rất là dễ bị nhầm lẫn nha đây đây là cái chân móc đầu tiên nè đây là thân chân móc đầu tiên của cái cụm này thân chân móc đầu tiên thì cái mũi móc của mình nó sẽ nằm ở đây khi ta móc cái cụm chân móc bốn mũi móc này nè thì cái mũi móc này nó sẽ bị dày lên và nó che đi cái mũi móc đầu tiên này các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc này một mũi kép đơn các chân móc kế tiếp mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc khi móc được các mũi kép đơn liên tiếp thì chân móc kế tiếp ta cũng gặp là một khoảng trống của cái cụm phía dưới nè các bạn móc cho mình vào khoảng trống này hai mũi kép đơn móc lên một mũi móc xích và tiếp tục móc vào khoảng trống hai mũi kép đơn cùng chân móc thì mình được thêm một cụm giống như cái cụm ở phía dưới nè tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên của cái hàng móc tiếp theo này thì chân móc đầu tiên các bạn cũng đo cho mình đây là cái thân chân móc đầu tiên thì cái chân móc đầu tiên nó sẽ nằm ở phía trên này đây móc vào đây cho mình nè đây đây là chân móc đầu tiên móc vào đây một mũi kép đơn sau đó các cái chân móc tiếp theo mỗi chân móc sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc Làm tương tự cho đến cái khoảng trống tiếp theo. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Thì mình được một cái phần thân bên này. Tiếp tục cái khoảng trống kế bên này các bạn sẽ móc cho mình vào đây một cái cụm giống như các cái cụm mà mình vừa móc á. Móc hai mũi kép đơn. Lên một mũi móc xích và cũng móc vào đó hai mũi kép đơn cùng một khoảng trống. Sau đó móc vào chân móc đầu tiên của cái hàng móc tiếp theo này, chân móc đầu tiên các bạn cũng đo cho mình thẳng hàng, thẳng hàng với cái thân chân móc này thì đó sẽ là cái mũi móc đầu tiên nè. Đây. Móc vào đây cho mình một mũi kép đơn. Và hai chân móc còn lại, mỗi chân móc sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Khi móc đến cuối vòng thì móc vào chân móc đầu tiên của vòng móc này một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích như vậy là phần cúp ngực của mình nó đã có cái độ rộng ra. Đây, rộng ra và chia đều tam giác như thế này. Và số mũi móc của cái phần thân bên này nó sẽ tương ứng bằng với số mũi móc của cái phần thân này. Còn ở cái phần thân còn lại là cái phần mà có cái mũi móc xích và mũi dời nè. Thì không tính cái mũi này, tổng số mũi của các cái mũi còn lại cũng bằng với tổng số mũi của các cái phần thân kia nha. Và phần cúp ngực này cũng là phần mà mình nối hai cái cúp ngực lại với nhau bằng các cái mũi móc màu cam nha. Ở vòng móc tiếp theo này sẽ làm tương tự cho mình, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Các bạn cứ móc tương tự cho mình cho đến cái khoảng trống mà ta gặp đầu tiên. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Khi gặp cái khoảng trống của cụm phía dưới này thì móc cho mình vào đây một cái cụm tương tự, cũng móc hai mũi kép đơn vào cùng một khoảng trống. Sau đó móc lên một mũi móc xích và móc vào khoảng trống vừa móc hai mũi kép đơn nữa. chân móc tiếp theo là chân móc đầu tiên của cái cạnh bên này thì các bạn cũng đo thẳng hàng cho mình đây là cái thân chân móc đầu tiên thì cái chân móc đầu tiên nó sẽ nằm ở trên này khi ta móc cái cụm này thì cái độ dày của nó nó sẽ che đi cái chân móc đầu tiên này đây đây là chân móc đầu tiên nè móc vào đây một mũi kép đơn sau đó các cái chân móc tiếp theo mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc làm tương tự cho các chân móc còn lại và cái khoảng trống này cũng làm tương tự cho mình cũng móc vào khoảng trống này một cái cụm chân móc thì đây nè đây là cái chân móc đầu tiên nè nó sẽ bị che đi các bạn cứ làm cho mình tương tự cái vòng móc này cho đến cuối vòng sau đó móc thêm cho mình nhiều hàng móc nữa để cái phần cúp ngực này nó có độ rộng ra che đi cái phần ngực của bé mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc Tương tự khi gặp cái khoảng trống của cái cụm phía dưới này thì móc vào cái khoảng trống này hai mũi kép đơn. Lên một mũi móc xích và móc tiếp vào khoảng trống này hai mũi kép đơn nữa. Thì chân móc đầu tiên của cái cạnh tiếp theo sẽ là cái chân móc này nè. Đây, chân móc thẳng hàng với cái thân chân móc này. Móc vào đây một mũi kép đơn. Và làm tương tự cho các hàng móc còn lại mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc thì mình đã móc lên thêm được các cái hàng móc như thế này móc cho mình vào chân móc đầu tiên của hàng móc này một mũi dời móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len thì ta được một cái phần cúp ngực thứ hai đây một cái phần cúp ngực thứ hai tam giác và nhô lên như thế này bây giờ mình sẽ tiến hành nối hai cái phần cúp ngực này lại bằng cái hàng móc một cam ở sợi dây màu cam này tạo cho mình một nút Móc và kéo len qua vòng tròn Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút Từ nút này các bạn móc lên cho mình một dây móc xích dài tầm khoảng 100 đến 120 mũi 3 4 5 6 7 8 9 10 sau khi móc được một sợi dây móc xích dài để cột cái phần thân sau thì bây giờ mình sẽ tiến hành ráp hai cái phần cúp lại. Ở cái phần cúp thứ nhất này nè, các bạn đâm kim cho mình vào cái khoảng trống đầu tiên này. Cái khoảng trống đầu tiên này sẽ là cái khoảng trống của cái cái hàng mà mình móc mũi dời ở đây nè. Đây, ta đâm kim vào cái khoảng trống này và móc vào đây cho mình một mũi kép đơn. Sau đó móc vào chân móc đầu tiên của phần thân này một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân móc kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ở cái đoạn lên thừa này nè khi móc các bạn cũng giấu cho mình lên thừa này vào trong mũi móc đây giấu vào trong mũi móc như thế này để khi ta cắt len không phải giấu lên nhiều Chân móc tiếp theo này sẽ là cái chân móc mũi dời của cái hàng thân này nè. Đây, đây là chân móc mũi dời, móc vào đây cho mình một mũi kép đơn. Đây. Đây là chân móc mũi dời nè, các bạn móc vào đây cho mình một mũi kép đơn. Sau đó các cái chân móc kế tiếp, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Chân này cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho đến cái khoảng trống tiếp theo. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. khi móc đến cái khoảng trống bên này thì ta cũng móc vào cái khoảng trống này một mũi kép đơn như vậy là mình đã viền được cái phần cúp ngực đầu tiên các bạn sẽ tiến hành nối cho mình hai cái phần cúp ngực này lại từ cái chân móc này ta sẽ tiến hành móc thêm một mũi móc ở bên cạnh này nữa thì cái khoảng cách giữa hai cái cúp ngực sẽ là một mũi móc ta lấy lên đâm kim cho mình vào cái khoảng trống mà mình vừa móc sau đó móc và kéo len qua chân móc khi kéo len qua chân móc thì các bạn giữ nguyên vị trí này cho mình, không kéo dài sợi len nha. Giữ nguyên vị trí này và móc cho mình qua cái chân móc này. Ta dùng tay giữ cho mình cái đầu móc này, sau đó kéo dài sợi len để bằng với cái mũi móc và kéo len qua hai chân móc trên kim, sau đó kéo len qua hai chân móc còn lại. Thì ở đây mình đã tạo ra được một mũi móc nè. Tiếp tục lấy len và đâm kim vào cái chân móc mà mình vừa tạo á, đâm kim vào đây. Đồng thời đâm kim vào cái khoảng trống của phần thân còn lại. Đây đâm kim cho mình vào cái khoảng trống của cái hàng này đâm kim vào đây và móc cho mình qua hai cái chân móc mà mình vừa đâm kim á móc vào đây một mũi kép đơn thì như vậy là mình đã nối được hai cúp ngực và khoảng cách là một mũi móc như thế này tiếp tục móc vào chân móc kế bên này một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và cái sợi len thừa này cũng móc dấu cho mình vào trong mũi móc luôn nha đây dấu vào trong mũi móc như thế này mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc khi gặp chân móc mũi dời của cái phần thân phía trên này thì ta cũng móc vào cái chân móc mũi dời này một mũi kép đơn sau đó móc vào các cái chân móc còn lại mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc làm tương tự cho đến cuối hèn mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc Thì mình đã viền được cái phần thân còn lại, móc tiếp cho mình vào khoảng trống của cái phần thân này một mũi kép đơn. Như vậy là mình đã nối được hai cái phần thân cúp ngực lại với nhau và khoảng cách giữa hai cúp ngực này sẽ là cách nhau một mũi kép đơn. Từ đây các bạn sẽ móc cho mình một sợi dây móc xích bằng với sợi dây móc xích ban đầu nha. 1 2 3 4 5 khi móc được độ dài của sợi dây thì ta kéo dài sợi len lên và cắt lên như vậy là mình đã hoàn thành được cái phần thân ở phía dưới bây giờ mình sẽ móc cái phần dây ở phía trên cái phần dây ở phía trên này ở cái sợi dây màu cam này để không phải giấu cái đoạn len thừa này vào trong cái mũi móc màu xanh này thì nó khác màu nè thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mình khỏi phải giấu len nha các bạn kéo dài cho mình cái sợi len này ra bằng với cái đoạn len mà mình chuẩn bị móc á. Từ vị trí này sẽ tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Từ đây ta sẽ móc lên cái phần dây. Các bạn đâm kim cho mình vào cái khoảng trống còn lại của phần thân á. Đây, đâm kim vào khoảng trống này, sau đó móc cái phần nút mà mình vừa tạo qua khoảng trống móc lên một mũi móc xích. Ở cái sợi dây mà mình vừa tạo ra nè, các bạn đưa cái sợi len này vào chính giữa của kim móc và cái sợi dây còn lại. Đây, kéo sợi len và đưa len vào chính giữa như thế này. Đây, sau đó móc vào đây một mũi móc xích. Đưa sợi len về vị trí cũ và móc một mũi móc xích ở đây. Tiếp tục đưa sợi len vào chính giữa đưa sợi len lên phía trên vào chính giữa kim móc và sợi len còn lại móc một mũi móc xích sau đó đưa sợi len về vị trí cũ cũng nằm ở chính giữa của kim móc và sợi len nha móc vào một mũi móc xích tiếp tục đưa sợi len lên phía trên vào chính giữa và móc một mũi móc xích đưa sợi len về vị trí cũ móc một mũi móc xích Như vậy là ở đây mình không có cái đoạn len thừa ngắn nè. Đây, các bạn cứ móc tương tự cho mình cái sợi dây móc xích này cho đến khi ta đạt được cái độ dài cột pha phía sau cái phần cổ nha. Sau khi móc sợi dây đồng thời giấu luôn sợi len thừa vào trong cái phần dây này thì các bạn kéo dài cho mình sợi len ra và cắt len. Thì lúc này ở cái đầu dây này ta sẽ có hai sợi len. Và ở giữa cái chỗ nối dây và cúp ngực ta sẽ không phải giấu len. Bây giờ mình sẽ móc cái phần hoa ở giữa. Ở sợi len màu xanh tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Móc lên một mũi móc xích. Và móc vào vòng tròn vừa tạo chính mũi nửa kép. 1 2 3 Bốn 5 6 7 8 Và 9 Khi móc được 9 mũi nửa kép liên tiếp ta nắm sợi len ngắn gút thật mạnh vào để vòng tròn nhỏ lại và móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên của cái vòng móc này một mũi dời móc lên một mũi móc xích kéo vào cắt len thì mình đã hoàn tất được phần nhụy hoa màu xanh ta nắm sợi len ngắn guốc thật mạnh vào để cái vòng tròn nhỏ lại bây giờ mình sẽ nối cái màu cam để làm phần cánh ở sợi len màu cam này các bạn đưa ra phía sau mũi móc ở cái phần nhụy hoa này ta đâm kim vào chân móc mũi dời cuối cùng của phần nhụy đây là chân móc mũi dời cuối cùng các bạn đâm kim vào đây sau đó kéo sợi len qua chân móc móc lên hai mũi móc xích và móc vào chân móc đầu tiên ba mũi kép đơn cùng một chân móc 1 2 và 3. Từ đây tiếp tục móc lên hai mũi móc xích. Khi móc các bạn cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nha. Móc vào chân móc kế bên của nhụy hoa một mũi dời. Thì mình đã tạo ra được một cánh hoa như thế này. Từ đây tiếp tục móc lên 2 mũi móc xích và móc vào chân móc tiếp theo của cái phần nhụy hoa 3 mũi kép đơn vào chân móc này. 1 2 3 Sau đó móc lên 2 mũi móc xích Tiếp tục móc vào chân móc kế bên của phần nhụy hoa một mũi dời Thì ta hình thành được cánh thứ hai Từ đây tiếp tục lên 2 mũi móc xích Móc vào chân móc kế bên của nhụy hoa 3 mũi kép đơn Các bạn cứ làm tương tự cho mình các cái cánh còn lại lên hai mũi móc xích. Móc vào chân kế bên của nhụy hoa một mũi dời. Ta hình thành được cánh thứ ba và các bạn làm tương tự cho các cánh còn lại. Khi tạo được năm cánh hoa thì chân móc cuối cùng sẽ là chân móc mũi dời của nhụy hoa nè, móc vào đây một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Kéo và cắt len. Thì như vậy là mình đã hoàn tất được một mẫu hoa năm cánh như thế này. Các bạn tiến hành giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc. Sau khi giấu len thừa vào trong mũi móc thì các bạn có thể dùng keo nến hoặc là kim khâu để khâu cho mình cái phần hoa này vào chính giữa hai cúp ngực. Như vậy là mình đã hoàn tất được một mẫu áo bikini cho bé như thế này. Chúc các bạn thành công!